quý vị khán giả, Trường với anh Linh đang có mặt ở mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì hai anh em đang chờ, chị Phụng với lại em gái của chị Phụng. Nghe bữa nay có thêm cả em gái của chị Phụng đi nữa, nên là hai anh em qua đây sớm để đón hai chị em thì vô thăm bé Hồng Thương. Ông trúng mà, ông bán cho người ta trúng mà 10 tấm ăn ủi là ông biết mười mấy 21 triệu hay gì á, ăn ủi gì á. Dạ. Không biết. Cái bà mấy cái bà bán sốt mát nữa. Cái hỏi chú vé số chú còn cùng không chú? Cái ông nói tôi còn 10 tấm vé này nè. Vậy vậy đâu đưa tôi trả tiền cho mà vé số sổ vừa xong mà. Tôi trả tiền cho nè. Tôi trả tiền vừa số rồi kệ để ông ôm tội nghiệp. Ông này cũng lụp đưa 10 tấm số xong đàng hoàng cái đài và sổ số xong đàng hoàng, ông bả trúng 10 vé, vé số ra đó là này không được. Lại sổ rồi mới mua hả? Cũng như là cái bà này là bả lại bây giờ vé số. À. Vé số ổng à. Mà thường thường á thì ông bé là 5 vé 10 vé. Rồi cái bà biết cái lóc cùi của ông này là trúng số. Bà mới lại bà lấy, bà hỏi chú anh chú số chú còn ế không chú, cái ông này nói là tôi còn mấy tấm, cái bà đưa tôi coi chứ đưa coi xong đàng hoàng hết trơn, cái tưởng sao đưa coi cái bà mấy ông đưa cái bà kia bà chĩa tiền trả cho ông. Rồi tới chừng 5:30 bà đem giấy dò lên cho ông biết là ông trúng số đó, tại vì số éo ông còn dò mà. Dạ. Yeah. Trúng rồi cái bắt đầu ông nói chi công an mới vô nói thôi giờ về làm đi. À, tôi làm tôi lấy được cho mấy chục triệu này cũng đỡ. Ông nói thôi tôi mới bị 10 cái thùng rồi, mới bị 10 cái thùng đây rồi, bữa nay nghĩ vậy nói thôi tôi bỏ luôn, tai nạn tôi ghét, tôi mạnh giỏi, tôi sống vợ tôi ở vợ con tôi được rồi, thôi rồi bỏ luôn. Ông đang bị gì đâu á? Đó, nãy giờ cô hàng xóm đang kể là chú Tư Nhiệm á, tức là chú ôm vé số, nhưng mà cái tờ mấy cái tờ chú ôm đó trúng giải khuyến khích giải gì giải khuyến khích trúng mấy chục triệu, ôi là 41 triệu hay gì á, 40 mấy triệu, nhưng mà bị cũng bị người ta gạt nha. Nhưng mà cái đó là bị người ta gạt phải không? Rồi bà kia bà biết trúng rồi, biết trúng rồi mới nói là thôi đưa đây ôm cho phải không? Ông đi số chiều cụ ông ba bữa nay bán lời được nhiêu mà được cụ được nhiêu đưa tôi à, cái đưa số coi chứ bà đó. Ông đang mất số đưa coi tờ tôi bán lời nhiêu nhiêu đây, đưa tôi lấy hết rồi bán tôi mua hết đó là đàng hoàng hết, 5:30 bà đem giao ghi dò. Dạ. 5:30 mà bà đâu cũng sống nữa, trong khi đó là bà đưa giấy số cho mày bán hàng ngày. Dạ. Mà bà biết nó là cái lóc số này là ông này cho bán trúng. Rồi mới tới, rồi mới tới, rồi mới nói là để thôi để ôm cho phải không? Lấy cho. Lúc đó là dò rồi đó. Dò thôi. Ờ, lúc đó dò rồi mới biết. Lúc đó dò rồi mới biết thì tới mới vụ ổng. Đâu ổng mới đưa, đã đưa dạ. Tiền mà. Ông mới đưa xong đàng hoàng cái 5:30 ông mới đưa giấy dò, bả mới đưa giấy dò. Trời ơi. Giao số cho ông 150 vé nữa. Nhưng mà công an tính làm hả cô? Công an mới nói thôi giờ nếu mà hoàn cảnh vậy thì để đi làm để cho bả 1 triệu ông nói thôi. Ông chịu luôn. Ông nói vậy muốn tăng giao số má cái thứ hai cũng dẻo nữa. Tội nghiệp quá. Dạ, 10 cái thùng cô nói đó là hồi nãy cô kể mà Trường không quay, tức là cũng như là hồ nước mặn. Hồi nước mặn á thì cái cô này mua là mua trả tiền thùng. Bả mua 10 thùng 400.000 mà 400.000 bả mua rồi xong đàng hoàng tới nước ngọt lại. Dạ. Bả mới sai con bả đợi hỏi nhà chủ này có thâu thùng hay không. Bả bán tại ở nhà trọ chật mà. Dạ. Rồi cái xong đàng hoàng cái bả nói bả mua. Bả mua cái bả lợi cái chủ nước á lợi để thấy 10 thùng này. Thùng này có tôi nè, thùng của tôi thùng của thật á. Là cái thùng của bả đó đó. Là bà đổ nước của bà này không à, tại cái nửa thùng á. Dạ. Cái bà xài lính bà lại lấy ào lấy 10 cái thùng. Cái bà lại bà nói tôi mới nói trời ơi cô biết không, tôi có 10 cái thùng á, cô hồi tôi mua tôi mượn cô mua giùm, tại vì hồi đó bà đi không được. Dạ. Bà mượn tôi đi mua giùm nhưng mà mới được qua ngay chủ nhà trọ này nè. Bà bán thùng không có mấy bà ở nhà trọ chung bà đi mua giùm bả. Đi mua xong xuôi đàng hoàng đó, cái giờ là mới nói bao nhiêu đó cái bà lại. Bà lấy luôn 10 thùng, bà lấy thùng của bà nói thôi tôi bệnh tôi cãi lợi không lợi thôi tôi bỏ luôn. Cái lợi bà than bà nói lợi thăm bà than bà nói vậy á. Dạ. Cái tôi nói thôi bà giờ thôi bà bỏ luôn đi, giờ ai làm chứng bà cũng được, nhưng mà chửi lộn mất công lắm thôi đi, có mấy trăm ngàn bỏ cái gì. Cái sao tự nhiên 3 ngày sau tự nhiên tụi mình bà khỏe cái bà ăn cơm được. Dạ. Ăn cơm được bà đi bộ từ đây từ xếp được á, ăn từ đây là
từ chỗ này rước cái lộ được 5 mét đi không được mừng. Ở đây là tôi sợ có chết không á. Đây là cô đang kể cô Tư. Cô Tư mấy bữa trước cô bị bệnh nặng dữ lắm thì. Điếu nổ mà chú thì trọt sợ chết bất tử mà. Dạ thì đang trong cái giai đoạn đó thì cô bị người ta tới người ta anh hiếp lấy mấy cái thùng nước đó, thì xong đó thì cô nói là thôi cô Tư á, cô Tư nói thôi không có cãi lại ta rồi thôi bỏ đi, thì xong rồi cô không hiểu sao mà cô hết bệnh cũng đỡ chứ không phải hết. Cũng như đỡ thôi, lúc dạ. Ăn một ngày có một muỗng cơm à. Dạ. Rồi từ từ ra một nửa chén. Dạ. Bữa nay mới đi bộ từ đây ra ba được nè. Dạ. Đó. Rồi ổng mới thấy bà vậy nói thôi giờ mình bị tai nạn gì nữa thôi bỏ qua đi, gia đình mình không bị nữa thôi, giống như là bị xe cán đó, bị xe quẹt đó. Dạ. Đó, nãy giờ hàng xóm đang kể. Đừng khổ thêm. Bởi đây ai cũng thương bà hết á. Dạ. Bà nói một câu thì tôi gớt cái mắt luôn nè. Cái cô biết không, tôi đi về ngang chỗ mà về nhà con tôi bước về dưới chơi. Tôi về ngang đó cái tôi thấy cái mương lạng của người ta vậy nè. Cái tôi ước tôi sợ phải mình được cái dũng mới dũng xong vậy. Dạ. Yeah. Cái mình được nhiêu đó thôi, cái mình kêu gác thổi cát cấp bị che cái chòi ở cũng được nữa. Giờ mình ở nhà trọ nhiều khi bệnh hoạn nhiều quá người ta không cho mình ở sợ mình chết. Dạ. Yeah. Bà nói tôi gớt cái mắt luôn, tôi nói thôi kệ bà ơi, cái số mình vậy. Mà con cái có con có nhà có cửa, mà con về lãnh là bả chứ không lãnh ổng rồi. Con ổng con bả là con riêng của con riêng của bả, con riêng của bả lãnh á thì lãnh bả thôi. Bả không à, không lãnh nhỏ này ổng chứ không có lãnh Hoài Thương hả? Không. À, đem đi gì chứ bạn gì mà bỏ bên bển á, gì một câu á chứ bạn gì? À, trung tâm bảo trợ. Ừ đó. S làng SOS á. Cái bà mới nói gì nè, bà nói trời ơi hồi đó tao bỏ mấy đứa tao đi về mà giờ tao bỏ nên tao mang cái tội nữa, giờ tao bị cái tội này dữ lắm nặng rồi, bây giờ con tao không thể mà bỏ chạy ở tới đâu tới đó. Dạ. Cái mấy người kia mới kêu nó thôi về đi, ổng thì về bên ổng, bà hay về bên bà, mà bên ổng thì không chướng người thương, bên bà cũng không chướng người thương. Trời. Rồi đằng này tao mới nói tao nghe, bây giờ bà tưởng tượng mà nuôi nó như nuôi con chó đi. Một ngày ăn mình múc dán cơm cho chó ăn là tưởng tượng nó ăn. Thì có gì mà không ai nuôi cho. Thấy thương quá vậy ta. Cái tôi mới nói, tôi nói thôi, bây giờ không ai ở tôi đi. Bà nhỏ này giờ ai đi, rủ nó cũng đi hết trơn á. Dứt khoát mà ở ông bà hả? Dạ. Cũng như nó không biết gì á. Không biết gì nè. Bởi mình thấy mình ở đời mình khổ, người khác khổ hơn mình. Mà mình nghèo, khác nghèo hơn mình. Mình giàu, người khác giàu hơn mình là vậy đó. Tội nghiệp nó quá. Bé nó bị khờ mà cả bên không bên nào nhận, không có bên nào nhận nuôi, tội nghiệp nó quá. Mình thấy cũng tội. Vậy là bên đằng chú Tư thì có thể là nhận lại nuôi chú Tư, nhưng mà không có nuôi Hoài Thương. Không nuôi Hoài Thương. Rồi bên bà cũng vậy nữa. Bà, bên thì, bà không, thì ai cũng nhận bà hết. Nhưng mà không có nhận ông Tư với lại Hoài Thương. Không. Bởi gì? Thì bên kia thì đồng ý, bên ông Tư á thì ổng bên bển ổng nó kêu ổng về dưới ở đi, gia đình tao chịu. Dạ. Bỏ Hoài Thương. Còn bên bả thì nói giờ má theo gì con ở thì con nuôi má, mà với cái chuyện con không lãnh Hoài Thương. Dạ. Sao mà. Rồi đằng này tao mới nói mày tưởng tượng như nuôi con chó đi, ngày mày nhín ăn chén cơm cho nó ăn, nó cũng em mình. Tôi nói thôi bà yên tâm đi, giờ bà lo anh suốt đời cũng được kệ, bà ở đi rồi từng nào bà chết thì đem qua viện bảo trợ gì đó. Dạ. Nói nghe thấy tội nghiệp nó quá ha. Đâu biết gì. Giờ thử thời hay sai đi, giờ lại mua. Đáng mua chút đá 2.000, mua đúng 2.000 nha. Cái bữa hôm nay người ta nói gì lắm, người ta nói gì bà lấy thùng á. Đây nè, cho bà nắm đá nè. Giờ lấy, sao lỡ đang để lấy đá uống. Ngày bà muốn lấy đá lại xúc, bà muốn xúc. Ngày như mà xúc bà uống đi, mà ta bị người chết ai uống đá. Tôi miễn phí cho bà đó. Cái tôi nói bà, tôi nói, bà thấy bữa nay ta ăn năn hối cải, giờ ta không biết được sao. Bà thấy một lần có túng được đắt mà không lãnh được. Nó bà thấy ăn bà như bà thấy chưa, rồi giờ vậy nữa bà thấy vậy, bà theo bà suy nghĩ thì coi như thế nào. Bà nói tôi giờ không có thân tôi ai thân. Này, bà thân vậy bệnh ung thư còn nặng bệnh tim nữa. Yeah. Tôi không nói lợi ai hết. Bà nói không, bà không nói lợi ai hết. Tôi biết tôi không nói lợi, thành thử bây giờ tôi không nói gì ai hết. Kệ ai làm. Tự thấy thương bà hay tôi nghiệp bà. Thì các bạn có thể nghe cô hàng xóm, cô tên gì, cô thứ mấy cô? Năm. Cô Năm.
Năm. Cô Năm nãy giờ kể về cuộc đời của nhà chú Tư, bà Tư đó. Thì sợ mình quay lên thì nhiều người nói là không có khách quan, nhưng mà ở đây là có... Ở đây có cô... Tôi bà nó thẳng là không có dòng họ, không có gì trên như ở nhà trọ. Dạ. Rồi, cái chuối của ham quá nè. Cái này người ta mua hay chuối, người ta mua hay gì hả cô? Cái này bán á. Cây luôn á. Dạ. Ông nắng quá, ông cứ cho đi. Cho tàu máy, có xe vậy đi, mất mấy trăm vé số ổng. Đây, cô đang kể cái vụ ông Tư bị giật vé số. Cái đó là ở gần trường học gì đó phải không? Cái bên xã mới nói rồi để mở camera ra tìm bán bắt đời gì kia nọ vậy đó. Dạ. Đã ổng ngồi xe lắc lắc gì cái hai ông kia lại mua cái số. Tôi đi cửa lửa con nắng quá mà xích tại điện chút đi. Thằng kia nó kề xe sẵn rồi, ông kia lên xe đi luôn rồi xong. Người mất mấy trăm vé số. Dường như là 140 vé hay gì. Dạ. Bữa đó vậy là kề. Bà nói tờ ơi, tôi hỏi cô là từ hôm đó tới nay đi bán mấy tháng trời mà chưa đắp chưa được. Cái đó là bà kể. Khẩm không? Dạ, em đâu ạ? À? Ai? Ai đây? Ai ạ? À? Không phải. Kia. Ai nè? Anh Cường. Ai anh nào? Hả? Không thương. Anh Linh. Anh Linh. Anh Tô Mì mà. Hả? Không thương, quay lại đây. Trả lời tôi quay nè. Trả lời tôi quay phim nè. Hỏi nè, hỏi nè. Ủa đâu phải anh Linh? Anh này đâu phải anh Linh? Là anh Cường hỏi cho anh Thương. Hả? À, anh nói đâu phải anh Linh đâu? Phải. Phải á? Còn anh Tùng. Cái bữa mà cái bà nào mà ghé là hỏi thăm ảnh đâu á là ai? Anh chị? Ngồi đi. Ngồi đi Hồng Thương. Lần đầu này 24 tuổi phải không? Nhiều tuổi? 22 tuổi. 4. Giống tuổi. Giống tuổi. Ừ, 2 đi. Thì nói như là giống tuổi chứ có giống tuổi. Vậy là 22 hay 24 Hồng Thương? 22 tuổi ha. À, anh em đang ngồi chờ chị Phụng thì Hồng Sơn anh chạy ra nè. Ủa sao biết anh Trường tới đây mà chạy ra? Thấy xe gì? Thấy xe hả? Trời ơi. Nè chị Phụng gọi nè. Alo. Dạ mà. Đây người đẹp tới. thấy ngồi thấy thương không? Ở Vĩnh Hòa, Vĩnh Thành, Vĩnh Thành, Vĩnh Hòa chạy đi nhiêu có 20 phút rồi. Đây nãy giờ hai anh em ngồi chờ chị Phụng. Con cái kiểu ngồi coi kìa. Bất mãn ghê không? Không phải đương đa phổ mà chụp cái hình ông qua chế cường không hả? hồi uống cà phê á. Lên đó ngay hả? Ông chụp cái hình ông mà tôi thấy tôi mất cười, tôi cười không à. Tôi đương đa phổ tột cùng mà thấy cái hình ông á. Con thấy anh chụp nào đâu? Trời ơi, ta chụp mà để thấy thì nói làm gì? Dẫn xe đi. Dạ. Dẫn xe đi. Dạ. Đây nè, để đi vô luôn đi, chạy vô luôn đi. Để đây được không cô? Được. Thôi để ở đây đi. Chạy được, chạy vô luôn. Thôi để đây. Đúng rồi, chạy xe vô luôn đi. Thôi, ở đây là cái đường làm đang coi rồi. Ông chạy đi, cho ông á. Rồi, Linh hay hay đi ô tô thử chạy xe này được không Linh? Ông chạy đi. Ông biết sao, ông có bằng lái mà. Qua luôn. Rồi chị em mình vô thăm chú Tư. Hả? Cái gì á chú Tư? Cái gì ạ? Cây đó làm thuốc nam cho lung uống. À. Dạ cô. Nãy giờ con ngồi ngoài á. Vô chị gì? Đây chị Duyên. Chị Duyên là em gái của chị Phụng của diễn giả. Cái nhãn lòng. Cái nhân nhãn lòng hả? Có mực á chú. Dạ. Chỗ dạ. Mất luôn nha. Không dạ. Dây nha. Dạ. Ngồi xuống đi. Ây chà. Nóng vậy em bệnh hay vậy? Đâu có. Nó sao mình mẻ nó nóng vậy hoài á cô. Dạ. Nay mấy chị em nay qua thăm Hồng Thương. Thăm chú Tư trước thăm chú Tư với cô. Dạ. Dạ. Em Thương. Dạ, tôi cũng cảm ơn mấy chú và mấy cô. Cái này là anh Tôm Mì mua cho em nè. Nè, em ngồi đây nè. Rồi, cảm ơn Tôm Mì đi. Ra đây nè, ngồi anh
Anh Linh. Linh nó không phải tô mì nữa rồi ha. Trời ơi, chú Linh này nó nghe nói cái gì, nó chạy ra ngoài nó kiếm á. Dạ đúng rồi. Ủa nãy có vô rồi hả? Đâu có. Ra xe ha. Em ngồi ngoài á. Dạ. Con ra ngoài kiếm hả? Kiếm ai? Đi ra rồi hồi kiếm ai nói về. Linh. Trời ơi. Qua đây. Không kiếm anh Trường hả? Ủa rồi tôi ngồi ở ngoài nãy giờ mà không kiếm tôi trời. Hả? Kiếm hết. Kiếm hết. À, nhưng mà tốt nhất là anh Linh phải không? Thấy chưa? Nên anh Linh mà đi á, chị đi từ trưa vậy nè. Mà anh Linh không mua chị cái bánh mà mua dùng thương không? Dạ, vậy con cảm ơn mấy anh, mấy chị hết. Vâng, mấy anh, mấy chị hết. Này em có sao mà tử chưa? Chưa. Nó còn chưa cô, nó còn ấu. Cô có làm gì không nè? Dạ, có. Cô làm thử đi hết á. Dạ dạ, cho nó uống mà hôm nay hột gà hết rồi. Hột gà hết hả? Dạ. Ở đây dễ mình dễ mua hột gà chưa? Dạ cũng dễ. Dạ. Dạ. Này gửi cho chú Kiếm còn Hồng Thu ăn này nha. Dạ. Dạ. Này hôm nay anh Tâm Mì mua hả? Dạ. Cảm ơn anh Tâm Mì mua hả? Mấy chú. Cái này nè, chị gà ở đây nè, chị Phụng nó nghe nè. À bữa đó như là cô gì gửi mình Ngọc à, Ngọc Kim Hồ ở bên Mỹ á, gửi cho 150 đô. Có cái chị Ngọc Kim Hồ bên Mỹ á là gửi cho em 150 đô, đổ ra được 34-50. Thì hôm nay á chị thấy như là từ hồi đó giờ thì không có quà gì cho em, thì trong cái số tiền chị gửi đó thì chị có tức, như chú Trường có tức ra để mua đồ cho em được không? Em tức không? Ê, con cảm ơn. Này em thích đâu chị mua chị mấy cô vậy mấy em anh. Này em thấy mấy cô ấy anh. Ờ mấy cô ấy đó chủ á. Đâu em coi thử coi em vừa bận thử coi vừa không? Vừa không vừa chị Phụng đỡ lại. Hớn quá cô, dạ. Cô mua đồ cho nó nữa. Tại vì thấy như từ nào giờ bé ít đi mua rồi thôi mấy chị em nó thôi để tích ra một phần để mua cho em qua gần Tết rồi. Dạ. Yeah. Mà cái này anh Linh coi mua hả? Có gì không? Gầy thế anh Hùng không à? Thì khờ quá trời chú Thượng. Dạ. Yeah. Ra kiếm mà kiếm anh Linh nè chứ không chưa nói kiếm anh Trường. Vậy là nó khôn á. Vậy là nó khôn á. còn dặn con nữa chứ chút vô gì. Hồng Thương vậy hả? Vậy là nghe xe là chạy ra kiếm vậy đó. Thấy đậu trước đó. Nó thấy xe đậu đó mà nó không biết. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó nghe cô kia nói cái nó chạy ra liền á. Cô Năm hả? Cô Năm nói dạ. Hả? Dạ. Đó. Ờ chú bán sớm quá. Dạ. Nãy bây giờ được không? Hồng Thương đưa chị coi. Dạ bán được nhiêu xíu. Xíu. Em thấy gọn. Bán được con tầm 20 tờ. Dạ. À, nó gọn gì mà cái xe nhỏ nhất mà nhỏ cũng gọn. Vậy hả? Nãy bán giờ tới 2 giờ. Chị hả? Gọn quá em ơi. Giờ chiều nó gọn quá sao chú? Chiều người ta giao, người ta giao. Cái đó nó giặt, mà mình giặt nó rút mà. Không, cái đồ này là của hàng tốt là nó không thấy đâu. Đây, tại em nó ớn quá chứ. Cũng được rồi. Vậy thì anh uống vô cho nó mập mập lên xíu nữa là vừa đẹp luôn á. Em mua cái đồ này ra. Em lấy cái Cô kéo nè cô, kéo đây nè. Cái này là cái xe nhỏ nhất rồi đó. Dạ. Yeah. Mấy cái hay kéo cá hình xanh á cô. Được không? Dạ, không đây rồi. Đây, được. Đây. Nè. Dạ, còn có cái lễ nặng dạ. Cắt thuốc của. Dạ. Được không? Em thấy màu được không? Sao dòm gì? Hả? Được. Được không? Em thấy được không? Sao? Không hẹn sao mà nói rồi. Cho. Được. Được hả? Nói được cho bự bự đi cho anh chị mừng coi. Được. Được. Ok. Nè chị mua với ba cái đồ mà của em đang cần xài á, chị có anh Linh với chú Trường không lấy ra được. Tay rồi. Nè chị mua tâm đây nè, ha. Nè chị mua nè, ba đồ này là dạ, cách đồ em đâu sao cô biết được. Cái tủ của em bằng á. Ha, chị mua đây là cưng cắt mà và giặt lại. Cái này chị chưa có giặt lại, chị chưa có biết em bằng sao cái áo khoác đồ. Cái đó là để mặc để đi tiệm đó Hồng Thương. Được không? Nó khoác mà. Không dạ.
Em thấy mấy màu đúng không Thức? Hả? Mấy màu này em thích không? Thích. Thích hả? Cảm ơn anh Linh đi. Cảm ơn anh Linh. Anh Linh chở xuống đây, còn cái này là của chị Kim Hồ, Ngọc Kim Hồ. Ha, em cảm ơn chị Ngọc Kim Hồ nha. Cảm ơn chị Ngọc. Chị này là người ở của chị này. Không phải, đó là em chị. Còn cái cô Ngọc Kim Hồ bên Mỹ á, này là gửi cho em. Giới thiệu hồi nó rối luôn á, nói anh Linh là lấy tài xế. Nè ngồi em nhớ em lấy nha, em giặt nha. Rồi em giặt lại, em tắt mạc, em giặt lại. Thường ốm quá à. Lấy gì vậy? Nó đi thay thôi được rồi, kể đi. Bận đại đi. Bận đại luôn. Bận đại không Thương? Bận đồ mới luôn. Bận đồ mới luôn em. Bận đồ mới tiếp khách luôn đi. Gan sao mà ăn lên lên mấy ký nữa, ốm quá. À. Nó tuột chứ không phải lên. Dạ, nó tuột. Bà có đi khám sức khỏe em chưa? Dạ, khám bệnh ở trên thành phố rồi, vậy vậy thôi, về không đi khám nữa. Sao cô không đi khám? Là tôi bệnh rồi tôi đi dẫn đi thấy khó khăn quá thôi. Em thấy trong người em sao? Khỏe. Hey. Nếu khỏe không, không khỏe rồi thì chị hẹn ngày rồi chị xuống chị chở em đi khám. À, mua thuốc ói ra chú Trường để dành hoài trong nhà vậy đó. Thuốc bột thôi kìa. Thuốc ói là sao cô? Sao? Xe ói hay là tự nhiên ói? Tự nhiên ở nhà nó ăn gì cũng vậy, trúng vô là ói. Nó tự nó ăn nhiều không? Dạ. Mỗi lần anh ăn được nhiều không? Ít hả? Chắc ăn nhiều lên cho nên cân chút vậy. Em. Dạ, cái nhiệm vụ. Không thương. À, sao đi khám đi. Chị Phụng, chị xuống chở cho. Được không? Không. Sao vậy? Sao không? Chị Phụng chở đi vô bệnh viện khám chứ không phải chị Phụng khám. Sao vậy? Khám coi cái bao tử của em sao. Được không? Chị cho. Không. Sao vậy? Mình là... sao nói cho chị Phụng nghe. Sao em không nghe? Đi? Không. Em sợ bác sĩ. Sao? Sao em không đi? Sao bác sĩ gì? Không ai. Lý do gì? Ai ngủ không đi hết. Ai ngủ không đi hết. Không phải, chị Phụng chở đi. Chị Phụng chở đi khám rồi, chị Phụng vậy là gì? Hồi trước anh Trường dặn đâu lâu rồi mà nó còn nhớ tới giờ luôn. Ai cũng không được đi giờ, mang họa chưa? Mang họa thì cái này mang họa. Không, chị Phụng chở đi rồi, chị Phụng chở về chở đi khám cho em là coi cái sao mà ấu hoài, để ấu hoài ăn không được ốm à. Chị Phụng chở đi, chị Phụng chở về. Không. Còn mình không là anh qua anh chở em đi nha. Không. Không. Anh cũng không được luôn. Không, không thấy là anh Linh xuống chở rồi chở mẹ đi theo được không? Được. Được không? Được. Dạ, trả lời. Được. Nó miệng có mẹ là được. Được. Mẹ được. Mà nếu mà đi xem ra thì chỉ chở được Hồng Thương thôi. Dạ, đúng rồi. Chị tính là chị xuống đây đó, chị chở em đi vô tổng nặng nhiều khi vô những cái khám còn làm giấy tờ nữa. Sao vậy? Chị Phụng mà, chị Phụng quen mà đâu có gì đâu. Được không em? Không. Thôi đi. Chị Phụng mà, chị Phụng như người nhà gì đó. Nha. Không. Làm sao không? Bây giờ xé lại cái lời hồi trước anh Trường dặn đi. Anh để gì đó mệt lắm. Hay là chị Duyên đi chung. Hồng Thương. Hả? Xé đi, xé nháp cái lời anh Trường dặn đâu hồi nào đi. Hôm đó cái ông kia qua cái nói ngủ nó đi, cái nó nói anh Trường dặn họ không có đi, ai ngủ không đi. Ông kia ông là chú Trường dặn. Bởi vậy con dặn đâu hồi nào mà nó nhớ. Dạ. Dặn nó trong cái clip trên kia đó. Rồi sao em đi chị Phụng chở đi cho. Chị Phụng chạy xe xuống chở em đi. Ba mẹ biết mà. Không. Mà nếu mà giờ đi anh Linh chở rồi có mẹ em đi không? Chết. Có ba mẹ đi mới được. Bữa nào cô Tư chịu khó đi cô Tư. Dạ. Sao dạ ngập ngừng dữ vậy? Đi chơi hay là em hay em là sao? đi du lịch, đi taxi. Đi xe gì cũng được cho chú Trường chứ tôi bệnh cũng đi xe ông đa, đi xe ôm á. Dạ. Dạ. Mà ở đây khám nó có bảo hiểm không? Không biết, em có bảo hiểm không cô? Dạ nó có. Bảo hiểm là ở đâu hả? Bảo hiểm bệnh viện khu vực đây hả? Bảo hiểm là ở Mỏ Cày á chú. Dạ, Cù Lao Minh. Cù Lao Minh. Dạ. Mình phải đi ngược lên. Mà khám ở đâu cũng được mà bảo hiểm đó. Gì hả? Bảo hiểm nó 100%. Vậy là đi khám bảo Bến Tre cho nó. Dạ. Nếu mình đi muốn cho nhanh á thì sợ cô bệnh là mình đi vô Minh Đức.
khám khám bồng thương cho nó mau á. Chịu dạ. Phải biết vậy, đi sớm mình bóc đi, bữa nay chủ nhật đâu đi đâu. Hay quá ha. Không phải bỏ. Gan trời ha. Rạng giờ mới mốt đi là có mẹ, em mới đi. Dạ, chứ rồi sao gặp nào? Nào, anh Linh là rảnh không? Thì sắp xếp là ăn thua cô nè, chứ em á để ối gì hoài là không có được, nên là xuống nó ốm nữa rồi. Dạ. Cô nói vậy nhưng mà chừng nào cô quyết định là chừng nào mấy ấy chứ? Nói chừng nào cô với mấy cô mấy chú mà quyết định thì cô đi nha. Dạ. Chứ rồi dụ tôi quyết định mà mấy cô mấy chú không có rảnh thì đâu có được. Anh sao Linh? Em qua tuần đi. Qua tuần ha. Qua tuần thì anh điện em ha. Mà hình như chú Trường có số điện thoại chú Tư hả? Dạ. Qua tuần chừa cho em 2 ngày thứ 2, thứ 3. Bữa đó em làm chương trình rồi. Không có, thì chú Trường với anh Linh quyết định đi. Rồi xuống rồi đi chở đi. Đi có em thì em làm giấy tờ vô khám nữa. Chừa 2 ngày thứ 3, thứ 4, đi thứ 2, thứ 3. Anh chị nào muốn đi thì nói em, còn Linh đi cũng được, em đi cũng được, em đi cũng được. Dạ. Ok. Mình đi vậy cũng nhọc lòng mấy cô, mấy chú á. Nhưng mà giờ nằm thương gì ấy quá rồi sao? Nói hoài gì đấy gì không được. Mà đi theo mà có một chị chở xe em đi cũng được vậy. Không. Bệnh đó, mình đi mình có người gọi sao xe cũng được vậy. Xem ra cũng được chứ đâu cần xe kia. Người bệnh không sao. Nhưng mà nó mình không có ra được. Không? Được nhưng mà không thương không có đi. Không nhưng mà sợ. Chị phụ với chị Duyên chở đi. Nha. Cái chị Duyên đi nữa. Không được. Gặp ngừng quá. Sao vậy em? Ở làng mà em. Sao vậy Hồng Thương? Em sợ hả? Hay sao? Không đi. Không chết. Em mà đi thì anh Linh chốt này cũng là mất cái thời gian. Của ảnh tội nghiệp ảnh nè. Dạ. Đi đi, em sẽ không sợ chứ. Cười. Anh dạ cười. Sao vậy? Sao dòm mẹ hoài vậy? Nó đi khám bệnh em dòm mẹ. Nó mà có chuyện gì chứ không ăn bắt tôi sớm quá luôn. Sao vậy? Ai hỏi gì nó cũng dòm tôi không à. Kỳ cục giá. Là sao vậy ông Thương? Em nói chị nghe coi. Nó nói chuyện gì cũng ăn bắt tôi hả? Hả? Sao vậy? Sao mỗi lần chị nói đi khám bệnh em dòm mẹ? Thì cô con trả lời với chị Phụng đi chứ đừng dòm mẹ. Hả? Sao vậy? Em sợ gì? Bây giờ phải đi là phải như là em mới chịu đi gì chứ tao nó chạy xuống mọi chợ nó đi rất là gần. Sao vậy chị Phụng chở em đi thì chị Phụng đưa về nha. Không chịu không? Không. Chị chở đi rồi chị đưa về không sao đâu. Thôi để kêu cái Hia kia tới chở đi cô Tư. Anh dạ, anh Hia chở chịu không? Không. Kêu Hia chở đi. Thôi đừng nói Hùng hết sợ nó thôi. Mà anh Hia giờ ở đâu rồi? Hả? Hia đâu rồi? Đang nghỉ. Hả? Đang nghỉ. Là sao? Ngoài Mỹ. Hia đi Mỹ. Ngoài Mỹ hả? Hia đi Mỹ rồi. Ủa anh Hia hả? Dạ, đi nấu. Đi rồi. Đi hả? Dạ. Ở đó, anh đó đi nấu Hồng Thương. Trời ơi đâu. Bốn mấy tuổi hả cô? 49 tuổi. Ừ. Mà Hồng Thương mới hai mấy tuổi rồi. Mà người đó cũng bệnh hả cô? Không biết bệnh không mà chú cũng nói chuyện cũng đàng hoàng. Dạ. Dạ. Mà sao lại nó cứ không hiểu. Có đẹp trai bằng con không cô Tư? Trời đất ơi, ổng ấy dữ lắm. Sao? Đẹp hơn con hả? Ổng già. Ổng già mà ổng xấu dữ lắm. Ổng đẹp mà ổng ốm. Mà ổng cao cũng xấu dữ lắm. Cao cỡ con không chú? Cao giống cầu hờn lắm. Mẹ ơi mẹ chú ơi, ổng sổ lỗ mũi. Sổ lỗ mũi. Dạ, sổ lỗ tai. Ủa vậy hả? Ừ. Dạ. Cái người gì á, cái người đó người gì á, cái người gì sổ lỗ mũi, sổ lỗ tai, sổ tùm lum thôi. Sổ đeo bông. Sổ đeo cái vòng này nè. Chắc dám già bằng ông Tư quá. Già bằng Tư chứ. Mày nói 49 tuổi chứ. Ông đó hình như nói năm mười mấy tuổi đó. À, già dữ vậy đó hả? Nhưng mà ai làm mai vậy chú Tư? Tự nhiên ông xuống mà. Coi trên clip thì tới chứ ai làm mai đâu. Trời đất ơi, kiếm 2 ngày. Dạ. Ông kiếm lần trước không gặp.
mà ông xuống rồi sao chín lần nữa đi với người nữa cũng cỡ chạm của cô Phụng à. Đừng nói con không ăn bắp. Nữa giống bà, giống bà ba đây chị Phụng. Sợ đừng chỉ con giống bà ba. Wow, sao giờ ai mà nói gạt gạt cái bữa đó tên bà ba của Dũng giúp á. Dạ. Mập mập mà lùng lùng nữa. Hôm nay cô nó giống con nữa. Chắc chạy không khổ đó. Mà ông đó ông đó gà dữ lắm hay gì á. Vậy hả? Ông nuôi gà. Nuôi gà nuôi chó đồ tùm lum. Ủa sao chú Tư biết nè? Tới đây mà. Tại ông tới đây ông nói á. Ông lại đây ông hỏi ông mua gà luôn, ai có gà. Ông lại đây. Ông lại đây suốt một buổi chiều luôn, suốt một buổi. Hơn buổi luôn. Dạ. Mà nghĩ sao ông... mà đi năm mấy tuổi mà hồng thương nhiều mấy ta? Nên bữa giờ cũng có một hai người gì đó tính hỏi hồng thương cô Tư. Dạ. Dạ, ở Sóc Trăng mà nghe giọng nghe cũng không có được lắm nên con chưa có duyệt. Dạ. Dạ. Mà con này chắc không được quá chú. Chú dạ. Vậy. Nói vậy thôi. Nói vậy thôi chứ ta xin số điện thoại con nói là ấy bữa nào lên thì gặp thì cái gì nói. Dạ. Không lên đâu. Dạ. Thôi đừng có đưa số điện thoại. Có số điện thoại đâu đưa. Thấy nó không biết gì hết trơn. Họ thương hại. Nhưng mà nếu mà thương hại cũng được, nhưng mà thương cái tâm mới được, còn nếu mà thương mà hại á thì mình sợ. Không, thương ít mà hại nhiều mới sợ. Yeah. Chứ mình nếu mà tới thương hại mà thương cái tâm á thì người ta thấy như hoàn cảnh mình khổ người ta thương. Yeah. Thì cái đó cũng rất là cảm ơn. Còn nếu mà thương mà nói là có cái vấn đề gì mà để em nói gì mà mình cũng không biết là nói đúng ra là mình cũng dám nói người ta là xấu nhưng mà mình cũng đặt cái vấn đề là em nói gì mà sao đi hỏi em. Dạ. Uống nước thì quên. Ủa, từ nãy giờ quên uống nước mời mấy chú chăm nước rồi. Đừng có ai đủ đi, đừng có đi nha. Quên. Cũng câu đó nữa nên dở đi không. Bởi vậy. Ngoài chị Phụng ngoài anh Trường nào kiểu người định đi đó là sao vậy chị Phụng ngủ đi không được đi không? Không. Không được luôn. Sao vậy? Em nói chị nghe là sao vậy? Ai dỗ đi? Hả? Ai ngủ không đi hả? Liếc mẹ cái rồi mới trả lời ha. Chị đi, chị chở, chị đưa đi về. Không nói. Chị là đi là nếu mà anh Linh xuống chở có mẹ là em sẽ đi nha. Vậy ha. Vậy thôi để anh Linh chịu khó. Em chở về nhà luôn rồi sao? Thôi đừng hù nó, em để nó sợ. Em gửi gần đây mà em chịu đi một chỗ thôi chứ cũng như vậy. Bà xét mời mà không đi không? Đi chị đâu mà em chở lên thành phố á cô, lên bệnh viện gia đình á. Dạ dạ, cảm ơn chú Tư. Dạ. Dạ. Khám đi. Dạ được rồi chú Tư. Khám một trị 2 năm rồi đó. Dạ. Em nó bị về mà mấy cậu đi. Dạ cũng đâu, cũng mới đây nè cô. Dạ, hôm nay cũng ăn năm gì rồi mà đi hoài, uống thuốc hoài không hết. Dạ. Thương mới cắt tóc hay vậy? Đâu có. Ông có hỏng mà. Trả lời lẹ luôn ha. Anh gửi cho em có đi nhuộm tóc không? Không. Sao vậy? Vì tiền làm gì, nó nói chị Phụng nghe cây. Tiền làm cái gì? Không đồ ăn. Còn hết. Hết rồi. Rồi để nói anh gian tài tử, ê gian tử tài gửi nữa nha. Hả? Hồng Thương. Hết tiền rồi hả? Hết mấy bữa rồi? Hết mấy bữa rồi? Nói. Rồi. Hả? Đâu mà giữ được con? Hết 10 bữa rồi á. 10 bữa rồi hả? Rồi 10 bữa nay ăn gì? Hả? Ăn gì? Hết tiền. Ăn thịt heo. Nhà không hết tiền, ăn thịt heo đỡ. Thôi chịu có đi Hồng Thương. Chịu có thì mình nghèo mà kệ đi. Anh bậy thịt heo thịt gà rồi. Nó bậy thịt gà, em không mấy gà tống trước. Có người ca. Cô ta hay. Nó ngộn ngon từ hồi nào giờ của ai là để nói chứ không bao giờ nó gớ gẫm tới nha. Thì sắp xếp làm sao chứ nay xuống ớt nữa. Dạ, hôm đó được 34kg, nay cân gọn 32. Chị Phụng giảm cân hoài không được mà em cứ... Ngưỡng mộ chưa? Chị Phụng ngưỡng mộ chưa? Bây giờ mình đánh giao tiền cho em ha. Dạ.
Ngọc Kim Hồ. Kim Hồ. À, nay chú Tư với thím Tư nay tới đây là có chị Ngọc Kim Hồ bên Mỹ á. Chị gửi cho em là được 150 đô, gặp đổi ra được 3.450.000. Dạ. Thì con tức một phần mua đồ cho em là 1.490.000. Dạ. Thì còn đây là 1.900.000 mà thôi con đưa luôn 2.000.000 gửi cho. Dạ. Cô Tư. Dạ. Thì tôi có số tiền này tôi cũng cảm ơn cô Ngọc Kim Hồ. Dạ. Dạ. Trước cảm ơn cô Ngọc Kim Hồ, sau mấy chú với mấy cô. Dạ. Dạ. Nhờ cũng nhờ cô Ngọc Kim Hồ với mấy chú mấy cô tôi mới có số tiền vậy. Dạ. Chứ gì thôi cũng không có được số tiền như vậy. Dạ. Dạ. Thì thôi bây giờ có số tiền này thì cô gác mua thuốc đồ thêm tổng bổ cho Hồng Thương. Với hai nữa là để anh Linh sắp xếp làm sao đó. Dạ. Thì tới bữa mà nếu mà anh Linh sắp xếp được thì cũng cho hay. Hẳn cô sắp xếp mà chở Hồng Thương đi khám em nó coi làm sao. Chứ có nhiều cô chú cũng nói là dắt Hồng Thương đi khám bệnh nó coi làm sao. Chứ em nó, dạ, nó mỗi ngày mà thấy nó xuống ký thì tội em. Dạ. Sao dòm nữa? Nó mỗi lần ói, nó ói là nó ói bọt không rồi cô. Dạ, dạ. Chứ... Nhưng mà lâu chưa, hồi nào tới giờ mà cô không đi vậy? Dạ, hai ba năm rồi mà dạ, cũng đi trị rồi. Đi trị trên thành phố 2 năm rồi mà không hết. Hồi dịp tới nay là cô không đi khám nữa. Rồi kế tôi bệnh, tôi đi không ngọ nổi nữa, rồi tôi không có dẫn đi nữa cô ơi. Nhưng mà tới bữa đó là anh có anh Linh xuống là cô cũng gắng sắp xếp bệnh đi. Rồi anh có gì cũng đi tranh thủ, anh làm giấy cho em đi khám nữa coi nội soi gì đó. Nếu có cô cũng nhờ ơn cô dạ, giúp đỡ giùm cho tôi đi không nổi. Ủa, nhưng mà không có cô thì Hồng Thương đâu có đi. Dạ, vậy tôi cũng phải đi luôn. Hả, dạ. Thì cô đi luôn á mới được, mấy mấy Hồng Thương mới chịu đi. Nếu mà em á nó mà chịu đi á, dạ, thì ngày mai á thì ở đây con với em con chở đi cũng được. Nhưng mà em nó không có chịu, nó nói có cô đi mới được. Dạ. Thì cô tới ngày đó cô cũng gắng là sắp xếp, mà nếu anh Linh nói ngày được á thì chị em mình xuống ha. Thì nhưng mà không có cô thì Hồng Thương đâu đi cô. Dạ, tôi mấy mấy gà cũng muốn bệnh lại á cô phụ. Như là ý cô là đi xe không nổi. Dạ, đi ngồi xe thì nổi đó, mà nhưng đi xa đi không nổi. Đây mình qua bên Bến Tre chứ à, Cù Lao Minh là cái nào gần? Đây Bến Tre gần. Bến Tre gần hơn chứ. Thôi vậy mình đi qua chịu khó bỏ tiền ra đi qua bên Minh Đức đi. Minh Đức nó mình khám yêu cầu đó thì nó sẽ mau hơn cho là có cái tiện lợi cho cô nữa, cô nó ngổn nổi. Cô đi là thứ nhất là để cho nó đi theo Hồng Thương nó không đi mình, thứ hai nữa là qua có ký tá gì đó. Dạ. Người nhà thì có cô. Vì tôi muốn bệnh lại chú Trường. Dạ. Mới mượn rể nó đi mua thuốc dùm. Dạ. Dạ. Bệnh sao nữa cô? Bệnh y như cũ luôn chú Trường. Mệt trong người. Dạ, với ăn không được. Ăn được. Dạ. Được không? Ông Thương, nếu mà... Rồi thôi, chắc để bữa nào chị em đưa Hồng Thương đi khám thì Thương sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị khán giả ha. Cảm ơn cô Ngọc Kim Hồ, chị Ngọc Kim Hồ đã gửi chút tiền cho gia đình của chú Tư ha. Rồi, tạm biệt quý vị khán giả. Chị Phụng với chị Duyên đi được không? Đó, được. Được nè. Được nha. Được không? Chắc ăn không? Chị Phụng suốt, chị Phụng làm mặt mày cho chị Phụng đẹp rồi chị Phụng xuống là không đi chị Phụng giận à. Nha. Thôi phải chắc đó. Chắc không? Chắc. Hồng Thương nói đúng rồi đó. Nói nghe, chị Phụng nói nghe kỹ nè. Chị Phụng xấu mà dễ thương. Anh Tường đẹp nói chuyện không dễ thương. Mà đúng không? Chị Phụng nói đúng không? Ai xấu? mày dám nói nghe Tường. Nói đại đi. Tường bỏ đói. Rồi sao? Anh Tường bỏ đói chị Phụng nấu mấy cô. Chị Phụng nấu mì thôi ha, Hồng Thương ơi. Chị Phụng nước cho chú Trường. Dạ dạ cho em thôi ăn đi. Ủa cái ly chú Linh đâu? Con không muốn nó. Dạ.